Chào tất cả mọi người, đây là những cây giống dâu tây chịu nhiệt của hai dòng cao cấp. Đây là dòng dâu tây cấy mô Nhật. Nó có khả năng chịu được nhiệt độ có thể lên đến 40 đến 45 độ C. Và nhiệt độ cho quả của nó thì cũng khá là cao. Nhiệt độ về đêm là khoảng tầm dưới 20 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ càng cao thì sẽ tạo điều kiện tốt cho cây dâu tây nó ra quả. Do vậy bây giờ chúng ta đã gần vào mùa thu rồi, chúng ta đã chuẩn bị bước vào những ngày tháng mà thời tiết của nó có thể mát mẻ hơn so với những tháng thời tiết mùa hè nắng nóng như bây giờ. Vì vậy, vào tầm khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch là một trong những thời điểm rất thuận lợi cho những người trồng dâu tây để bắt đầu cho cái vụ dâu tây mới, để bắt đầu trồng những cái cây dâu tây cho cái mùa năm nay. Thì hiện tại anh Hoàng đang cung cấp cho các bạn có cái niềm đam mê yêu thích trồng cây, đặc biệt là trồng cây dâu tây, những cây giống dâu tây Nhật cấy mô tốt nhất, cũng như những cây giống cấy mô New Zealand tốt nhất. Đây là hai dòng dâu tây có khả năng chịu được biên độ nhiệt rất cao. Nó thích hợp trồng ở tất cả mọi miền của đất nước Việt Nam, từ các tỉnh miền Tây cho đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ, từ các tỉnh miền Trung cho đến các tỉnh miền Bắc đều có thể trồng được những cái dòng dâu tây Nhật và dòng dâu tây New Zealand. Hiện tại rất nhiều những cây giống cấy mô bên anh Hoàng cung cấp. Đây, đây là những cây giống cấy mô dòng New Zealand. Chúng ta có thể nhận ra một đặc điểm, đó là cây cấy mô dòng New Zealand thì nhìn lá nó sẽ có màu xanh nhạt hơn so với lại những cây giống cấy mô dòng Nhật. Dòng Nhật nó sẽ có màu xanh đậm hơn. Đó. Đây là đặc điểm để các bạn có thể nhận ra đâu là dòng dâu tây nào khi các bạn nhìn vào dòng cấy mô New Zealand và Nhật Bản của anh Hoàng. Thì hiện tại anh Hoàng có cung cấp dòng dâu tây cấy mô Nhật và New Zealand với giá là 12.000 một cây. Đối với các bạn mà mua một vỉ thì sẽ là 112 cây, giá là 1 triệu 2. Đấy. Còn đối với các bạn mua từ 500 cây trở lên sẽ có giá ưu đãi và hấp dẫn nhất. Phương thức thanh toán là thanh toán qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng đối với lại tiền cây. Các bạn chỉ phải trả tiền ship cho nhà xe khi nhận hàng. Và tôi sẽ nhận thanh chuyển cây qua đường xe, rất hạn chế việc chuyển cây qua đường bưu điện hoặc là Vietpost, bởi vì cây nó sẽ không đảm bảo bằng so với khi chúng ta vận chuyển cây bằng đường xe khách. Hiện nay xe khách cũng rất phát triển, nó đi hầu hết đến các tỉnh trên mọi miền cả nước, cho nên tôi đều có thể vận chuyển được cho các bạn bằng đường xe. Đối với các bạn đã đặt hàng thì các bạn chờ một thời gian nữa để tôi liên hệ được với xe. Một số bạn hiện nay tôi vẫn chưa liên hệ được với xe thì tôi vẫn chưa chuyển được. Khi liên hệ được với xe là tôi sẽ sẵn chuyển ngay cho các bạn và sẽ thông báo cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm. Còn về phương thức thanh toán thì các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ chuyển khoản trước cái tiền cây cho tôi, cho bên tôi. Bên tôi sẽ có trách nhiệm giao đến các bạn những cây giống dâu tây tốt nhất. Những cây giống dâu tây không đảm bảo, èo uột, xấu thì các bạn có thể yêu cầu là trả lại hàng hoặc là đổi những cái cây giống dâu tây khác nếu các bạn cần thiết. Trong quá trình vận chuyển, trong quá trình chuyển hàng cho các bạn, cây giống nó có bị gãy dập nát do quá trình vận chuyển, do những người phụ xe, những người lái xe họ làm hư cây, thì bên anh Hoàng sẽ có trách nhiệm bù lại những cây giống dâu tây đấy nếu như các bạn có nhu cầu, hoặc trồng bị chết
trong quá trình trồng mà nó bị chết do là yếu tố là cây giống bị dập nát, bị yếu, sức sống nó yếu thì bên chúng tôi sẽ bồi hoàn cho các bạn những cây giống dâu tây tốt và khỏe hơn trong cái đợt tới. Đặc biệt nếu các bạn đã chuyển, đã thanh toán tiền mà không, bên tôi không thể vận chuyển cây được thì bên tôi sẽ hoàn trả lại số tiền mà các bạn đã chuyển cho bên tôi. Đó là những chính sách ưu đãi hậu mãi về cho các bạn. Các bạn lưu ý các bạn mua cả vỉ, một vỉ như thế này thì cả vỉ như thế này nó sẽ là 112 cây với cái giá là chỉ là 1 triệu 2. Nếu các bạn mua cả vỉ thì nó tầm khoảng cỡ 11.000 một cây thôi, nó rẻ hơn. Nếu bạn mua lẻ thì nó sẽ là 12.000 một cây, ship từ 20 cây trở lên về mọi miền cả nước các bạn nhé. Đây, mọi miền cả nước. Các bạn có thể liên hệ với số điện thoại 0977 237 096 và đó cũng là số Zalo luôn. Các bạn nào kết bạn trên Zalo, gọi điện Zalo hoặc là gọi điện Messenger trên Facebook đều được hết, cho tiết kiệm chi phí điện thoại này kia. Đấy. Rồi một lần nữa anh Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong video clip tiếp theo.